quên mất, quên mất. Gì đấy? Đến giờ nhắn gửi lời yêu thương. Ôi rồi ôi. 2 tiếng một tin nhắn, 3 tiếng một cuộc điện thoại. Đủ phê chưa? Có mà phê lòi ra ấy. Lập trình thế này ha, có mà chạy vào mắt. Chạy thế nào được? Post cái hôm nay lên nhờ, cho nóng. Để đấy đã, tội gì. Thế thì chơi đi. Em đây ạ. Em đang ở đâu đấy? Em đang đi cùng dì Liễu. Em đặt bánh khúc rồi, mai em mang sang cho bà nhá. Cảm ơn em. Chỉ cảm ơn không thôi à? Không nhớ em à? Nhớ. Này, em đi với dì cũng về sớm đi nhá. Dạ vâng ạ. Anh cũng ngủ sớm nhá. Nhớ là đừng tơ tưởng đến cô nào đấy. Yêu anh. Ừ. Thế nhá. Bye bye. Gọi gì tớ đấy? Đang ở đâu thế? Đang ở nhà của vợ chồng tớ. Khoe khoang chưa? Đẹp lắm đúng không? Thì cũng xứng tầm với đẳng cấp thôi. Bọn này đang trên đường đến rồi nha. Nhắn cho tôi cái địa chỉ. Anh. Nhưng mà bà anh Long đang ở đây, không qua được. Nga à, bà. Ui dồi ôi, nhà vừa to vừa đẹp, cứ như là biệt phủ ấy. Này, hai đứa phải đẻ nhiều con vào nhá, để cho nó đầy nhà đầy cửa mới được. Nhưng mà cưới xong bọn cháu chưa muốn sinh con luôn đâu ạ. Sao lại chưa sinh con? Không sinh con thì cưới làm cái gì? Ý của cháu là bọn cháu sẽ chọn ngày đẹp, giờ đẹp để sinh cho bà một thằng chắt đích tôn đấy ạ. Ừ, bà thích thằng chắt đích tôn đấy lắm đấy. Bà chưa chết cũng là để chờ thằng chắt đích tôn ra đời đấy. Nhanh nhanh lên. Dạ, à bà ơi, bà xem hết các phòng chưa ạ? Ờ, bà xem hết rồi. Thế thôi, mình về bà nhờ. Ờ, sao lại về? Mà về đâu? Nhà mình đây cơ mà. Này, đi lên đây, bà hỏi cái này, lên đây. Sáng nay cái Nga nó sang sớm, đưa bà đi thăm biệt thự mới mua. Gớm, con bé cũng khéo, cho nên bà quý cháu dâu á, không rời nửa bước luôn. Thế cơ à? May quá rồi còn gì. Liễu mát tay, làm mối được cho cháu gái với cậu Long. Này, chú Long á, nổi tiếng là khó tính khi kén vợ đấy. Đấy là Sa cứ khen tớ thôi, chứ mai mối cái gì đâu. Chẳng qua ấy, hai đứa nó là do cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Không, nói gì thì nói, cái Nga nó cũng công dung ngôn hạnh lắm. Đến tớ còn thích nữa là. Cái Nga khác hẳn con bé lần trước nhá. Sắp cưới rồi mà còn làm bà phật ý. Bà đánh cho toát cả đầu ra. Lại còn đòi kiện bà nữa chứ. Khiếp, cái vụ đấy nhà cậu á.